Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với AS23 của server lâu nha anh em. Thì hôm nay là ngày thứ 6. Đó, hôm nay là ngày thứ 6 rồi, chính xác là 6 ngày. Và hôm nay mình sẽ phi thăng 3 sau 6 ngày. Thì sau khi phi thăng 3 up xong, mình sẽ tạm ngưng kiếm. Mình sẽ kiếm thêm một con điêu xuồng nữa anh em ơi. Giờ mình bỏ cái 200.000 vàng, mình mua thêm con cuối cùng cái đã. Mình sẽ tạm ngưng up con xuồng, mình sẽ kiếm thêm con xuồng để vô nữa, để nãy còn mình tạm ngưng để mình up chiến pháp này nọ cho nó hấp dẫn nha, chiến pháp kim đồ các kiểu rồi nè cho nó vui. Mình đã có duyên thật rồi đúng không, mình có chuyên hợp rồi, có gì mình chưa có tôn thượng hương nè, lụm tôn thượng hương luôn. Và sau khi như thế thì mình sẽ bỏ con điêu xuồng này ra. Trước tiên mình sẽ cho thành con main này thành main kiều đã anh em. Mình có con kiều từ lâu rồi, con võ thánh này qua ngô nha. Còn con xuồng này, chỗ vị trí của con xuồng này thì ai đứng cũng được hết trơn á, đưa ai để vô cũng được hết trơn nha, để đôn vô cũng được nè. Đó, để mình phi thăng cái con này lên ba. Nó 6 ngày thôi, chỉ sau 6 ngày là chúng ta có một con phi thăng 3. Mặc dù chúng ta đã đập đá đồ khơi khơi tào lao các kiểu rồi đó, chứ không đập đá là giờ tôi dư cái con điêu thuyền luôn đó anh em. Đó, phi thăng 3 thì đi ải EBK thì nó cũng gọi là rất là ok nha. Bây giờ thì tiếp tướng. Ok, xong. Đổi phe. Ngô. Đó, đơn giản thôi. Rồi, xong. Sau khi đổ qua ngô thì mình sẽ đá, mình có dư một cái viên đá gọi là cái viên linh tê, bữa giờ mình chưa xài mà đậu xanh nó không xài được luôn anh em, không có xài được luôn. Viên linh tê không xài được rồi. Kệ đi nha, kệ đi, viên linh tê là phải cái vũ khí kia mình mới xài được thôi, đập cái vũ khí cho của Quang Vũ lên cày. Một cấp 34 nè, 35 nè. 35 thì sẽ tăng thêm một miếng đam và hết đá. Ngon. Rồi, sau khi phi thăng 3 rồi lực chiến mình thì nó tăng luôn nha, mặc dù để con tướng cù bắp này vô để cho vui thôi á, nhưng mà nó vẫn tăng nha, nó vẫn mạnh nha anh em, không có cùi lắm nha. Bây giờ nè, bắt đầu coi nè, 199, 29.000 đập với 27.000 dứt nha, dứt luôn, sợ gì. Bây giờ chính thức mình phải leo top thôi, lên phi thăng 3 là phải leo. Ôi trời trời trời, con cam linh này thôi mà không sao đâu, ông mình hiếu nộ à, nó đủ mới được, hợp lý. Mày ok con dê, từ từ anh em, từ từ đâu xanh là phải lấy cẩm đèn ư. Ủa mình nhớ cộng 10 là nổ ban đầu, cộng 5 rồi. Ủa thiếu cái, thiếu rồi anh em, rồi thiếu rồi, thiếu 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 rồi, hơi sơ xúc chút xíu nha. Rồi rồi bây giờ lấy cẩm đèn, bây giờ còn 4.000 vàng mua gương cẩm đèn cam cái đậu xanh, nó phải mua thêm cẩm đèn quang vũ thường cho nó nữa, phải mua cẩm đen quan vũ thường 4.000 vàng cho nó nữa mới đủ nộ xài chiêu anh em ơi. Mua tạm thôi chứ sao giờ bắt buộc rồi, cẩm đen cám mà phải chạy đi mua trong cửa hàng mới nó mới ghê đó chứ, không thôi thì nó sẽ trừ nộ mình, không đủ nộ để mình chơi với nó, không đủ nộ ban đầu chứ không gì hết trơn á. Kệ đi, phải mua thôi. Rồi vậy đi, cho nó ngon lành cành đào qua lá hẹ rồi đó, bắt đầu nha, chiến thiệt nè, đây là cuộc chiến thiệt nè. Nãy giờ chiến dở dở thôi, giỡn giỡn thôi chứ bây giờ thiệt nè. Coi ngang. Dâm ba cái thằng này thì hồi nãy mới thua là chẳng qua là thua test trải nghiệm thôi đây nè, bây giờ mới là chơi thiệt nè bạn ơi. Một lướt một. Tôi nói với ông là ông một. À chết đầu mới xong châu thế nha. Đâu đâu má con cam linh nó mạnh thế nha. Sao mà đỡ được? Cái con cam linh chơi con tướng cam mà nó mạnh dữ anh em. Chắc nó chơi tướng cam giờ chắc full set kim rồi quá. Anh đù mấy quýnh không lợi cái thằng lực chiến thua mình đó trời. Vậy là võ thánh mình giờ là yếu lắm rồi ha, quýnh thằng 38 ngàn thì sao đổi đây. Phi thăng 32 kiều luôn. Nó không đủ nộ nha anh em. Mình có cơ hội ăn nó cao hơn nha. Mày trời 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 trời, mày tướng 38 ngàn mày ngon hả? Đâu có ngon, không ngon lắm đâu cưng. 36 ngàn đập luôn nha. Mà khi mà mình đã lên phi thăng 3 là mình máu lửa anh hùng liền. Chắc mẹ không có nước cái chắc còn cái xương không á. Ê ê ê, như thế này thì lo mà gung. Khi võ thánh chúng ta ít máu thì anh em phải biết là mình sẽ rất là mạnh, sau nếu 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 mà trong thời gian mình ít máu như vậy. Vậy thì 49.000 thì quýnh lại ông ta 40.000.
hai mấy ngàn ăn được 40 ngàn là cũng phải là cái dạng mà gọi là dạng siêu kinh điển thôi nè. Lục Châu 1, Võ Thánh 3, hay ghê đó. À, ông này quá lực rồi, ông này quá lực rồi anh em, cho nên đụng không nổi không rồi. Rồi thì anh em thấy là con ngạc này đang đi ấy, ô lộn đang BK cũng khá là ok nha, mặc dù hơn lực chiến mình vẫn chấp được nha. Nó test thôi. Đi lên vì tăng 3 rồi, tăng con xuồng nữa, con xuồng để thành vị trí cũ kem mình cũng khá là mạnh đó. Chứ phải vừa đâu, yếu gì đâu. Ba cái phụ nhìn dư quá trời là phải quét thôi nè, quét. Nó tụm ba cái này ở bên này cái nó fit theo đam bên này ảo lắm. Mình đánh rất là nhiều nhưng mà mình thấy không full nhiệm vụ nha. Mười mấy hiệp con không full nhiệm vụ nổi. Tại vì nó cho quá nhiều bình đó, cho nên nó cũng tính toán mình dữ lắm chứ không phải vừa đâu. Bây giờ mình sẽ lụm cái này thử cho anh em xem nè. Sau khi lên phi thăng 3 thì chúng ta sẽ bá như thế nào? Đây là phiên bản Việt luôn nè, Hăng Kiều Đôn với lại Võ Thánh nè. Chắc đi không được 3 sao quá đúng không? Chắc đi không được 3 sao đâu. Võ Thánh mình thì nói chung hành động cái thì mũi giáp nó bao đâm luôn á nè. Lo mà đi. Nói chung là không được 3 sao. Ơ vậy mình lấy men kia ngon hơn á, cần gì xây Võ Thánh qua ngô nhỉ? Đúng không? Mình xây cái men này qua men kia nè, bắt đầu cho Võ Thánh nó tự lực gánh sinh, một lát tự nó gánh tem luôn chứ mắc gì mà mình cũng nó sợ ta. Đúng không? Mình thấy gì vẫn hợp lý hơn á chứ. Nè, thì con này thì kệ, con này chết thì chết cũng đâu có mắc sao mắc gì đâu mà mình sợ. Đúng không? Đúng nè. Thì đó. Võ Thánh mình đâu cần phải qua ngô đâu, quản để hán bình thường. Vẫn để thục cũng được, thục chi kích thì nó mạnh này cũng được nè, thục chi kích sẽ tăng đam này cũng được nè, kiểu gì cũng được anh em à. Chi thân ba mà còn gì nữa đâu mà chờ dưới đợi đây. Rồi quên rồi, quên để trên rồi, quên để dưới rồi. Quên để dưới rồi rồi cái gút độc này nó mới căng à. Biết mà nó gút độc một cái thì lo mà đỡ chứ. Ồ phải có cái vô giải nha, cái khó anh em ơi, phải có con điêu thiền nữa mới được anh em ơi, ăn chức năng cái. Nhưng mà nói về để cái này thì mình vẫn đi được 3 sao nha, ngày mai cậy sao lên được làm sao mà đủ vàng để lên mua con điêu thiền nữa ta. Né ghê không? Chắc kiểu này máu nội tăng không đủ rồi. Kiểu gì cũng vậy. Nhìn là biết. Ui đam ít lên ít 17 luôn à. Nhưng vẫn không được 3 sao. Mai thì chúng ta sẽ lấy cái kia, lấy thêm một con hán điêu thiền nữa mình đi dạy cho ngon. Còn cái này là bỏ luôn nha, không đi nha anh em, cái này đi phí lắm. Đi ba cái này chỉ được mấy cái quỷ này thôi, mấy cái quỷ này thì mình đầy nhóc rồi, mình đâu có thiếu mấy cái quỷ đó đâu. Tại vì mình lười lên thôi, mình lười lên sao cho nó thôi, chứ thật ra là anh em thấy nè. Này có chức năng mua nhanh không? Mua nhanh để vô luôn nè, à, dục vô nè. Có chức năng mua nhanh nha anh em, ngon ha. Thật ra là mình lười thôi. Đó, cái chức năng này thì giờ để vô cái là lên lên sao thôi, chứ mình mua làm gì đâu. Tại mình chơi có mỗi con men là cam thôi, còn như mình tính chơi hán hết, hán với kim hết mà, hán với tấn hết mà. Lắc không anh em thấy lắc không, tại mình lười, đây là lý do mà mình lười đó. Nó rất là lắc, bấm cả buổi trời nó mới nhảy ra. Không phải nhiều khi mấy ông kia không biết nói tôi máy tôi lắc, không phải lắc đâu. Mấy ông thử chơi điện thoại cho mấy ông xài iPhone 13 luôn, gồ và mát luôn á. Cho mấy ông xài iPhone 14 gồ mát luôn vẫn lắc bình thường. iPhone nào mà mắc tiền nhất đó, ông cứ đem ra chơi đi thử có lắc không. Cái phiên bản đó là phiên bản lắc chứ không phải là do máy. Cái máy tôi dùng thứ ba cái game quỷ này nó treo khoảng 30 ạc còn được mà, chứ huống gì một hai ạc này ăn thua gì. Đó, cuối cùng đã lên đường sao.
Nó lên sao được rồi, tăng được miếng HP đồ này kia các kiểu nha. Nhưng cái này để mình làm âm thầm lặng lẽ đi anh em, chứ ngồi đây bấm gì tới chiều tối luôn á, chưa xong. Còn quá trời mà, tại vì mình còn nhiều lắm. Bữa đi ải bữa giờ cũng tới ải mấy rồi đó mà mình chưa có up lên nè. Giờ mình up lên trong khoảng 4 sao, 5 sao được á. Người bấm khá là lâu. Mình đang nôn nóng lên level 100 anh em à. Đang rất là hóng, ngày mai cố gắng. Hôm nay tôi rất là bận, bỏ series 1170 3 ngày đó. Tại vì anh em biết là cái đợt này là ngay đợt bão, mà bão là nó không thể nào mà làm công việc này này nọ, nó không thể nào nhanh được. Mình không phải làm công ty cho nên là mình không có kiểu như sáng đi chiều về được, kiểu mình phải làm cho nó xong cái chuyến hàng hay này nọ đó, cho nên là không thể nào có thời gian mà như người ta được đó. Cho nên là mình là bắt buộc là mình phải kiểu như mình phải ngồi mình canh me cho khi nào hết mưa cái mình làm phát, hết mưa làm phát. Cho nên là bỏ luôn mấy cái mưa suốt, bỏ luôn mấy 5 6 giờ chiều là mấy giờ cao điểm rồi, bỏ không không có làm được. Đa số là 7 8 giờ tối, 9 10 giờ tối mới rảnh. 8 giờ rưỡi tối này rảnh là mừng lắm rồi đó. Giờ này hiện tại là 8 giờ mấy tối rồi anh em. Đó, tỉnh đầu lên nè, đó thấy không? Thì bây giờ ngày mai mình không biết lên nổi không á, tại vì ngày lên chừng level bữa nay mấy ông thấy tôi lên được có một level mấy, mà thể lực thì còn 40 bình nè. Nhờ đi ải đi du ngoạn đồ này nó các kiểu thì nó sẽ may ra, nó sẽ còn được đỡ đỡ, đỡ một chút. Mở mấy gương thì khó nổ ghê. Mà ngày mai tôi gắng cố gắng tôi lên level 100 nha mấy ông. Mục tiêu ngày mai là gắng cố gắng lên level 100 sớm nhất có thể luôn. Vì sao lên level 100 á là nó sẽ được chơi cái vụ này nè, chơi cái vụ này nó căng hơn nè. À, level 100 nè. Đó. Sẽ mở chức năng này, nhưng mà chưa lên được level 100, nếu ngày mai không được thì ngày mốt thôi, chắc chắn là phải mở thôi. Mà không biết chơi bằng cái gì thôi, nếu mà chơi bằng vàng thì quá tuyệt. Anh em nào đã lên trước thì chắc biết, còn mình thì giờ mình đang học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ mình chưa có biết được. Nên là mai mốt thì mình chơi những cái gói khác nó ngon hơn, mà mình vẫn chưa có thời gian để cày á, cho nên mình chưa có mua nạp gói đồ vô kiếm ngọc, cần mấy lấy mấy cẩm nang vip vip về quýnh lộn cho nó vui, quýnh lộn giải trí thôi, giải trí cho nó vui thôi. Và mình đang tìm mình mua một cái bảo vật, gọi là cái bảo vật bên tay trái của con võ thánh này thì nó sẽ là cái nào ta? Được 114 rồi nè anh em. Mình thu hồi là được 120 nè, để mình coi cái top nha. Cái này nếu mà anh em nào không biết thì cứ gì nè. Xem mấy ông nào đã bị võ thánh á mà có kích duyên rồi á thì xem mấy ổng cái ô bên trái của ổng á là cái gì. Đây. À, anh em thấy không? Cái ruộng bậc thang nè. Cái bên trái này là cái ruộng bậc thang. Ok, mình sẽ bắt chước ổng luôn nha. Nhưng mà khoan, trước trước khi mình bắt chước ổng mình phải làm gì nè. Mình phải làm cái này mới được. Mình phải làm cái này mới được. Bán này khá là nhiều nè, bán hết luôn nha, không để làm gì. Bán hết mấy này biết đủ không nữa nè. Thì mình thu hồi hết luôn cho rồi đi. Mình sợ là không đủ á, mua cái kích đam cho vũ thánh nó cũng rất là mạnh chứ không yếu đâu. Cái chính chủ nó mới mạnh được, cái không chính chủ nó không được mạnh. Cái này làm có 2.500 lâu rồi ha. Thôi mình lấy cái kia. Ừ, cũng cái sắp hết bà nữa nè. Đó, qua tới này cho nó lẹ nè. Không được thì vô tôi bán trong tôn kiên luôn á, chứ giỡn với tôi vậy, tôi chơi luôn. Như một là chơi là mà cái kiểu gì mà không bán, mà đường nào mà không bán lắm. 1 2 3 4 5 bán luôn. Bán hết. 590 chắc đủ rồi mà, thiếu luôn hay sao? Thiếu 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 nhiều không ta? Chứ mình nghĩ thiếu rồi đâu đó không không nhiều đâu. Phải này. Đây rồi. Cái ruộng bậc thang là cái này nè anh em, cái này ruộng bậc thang. Đây chính xác là ruộng bậc thang này. Mày ông trăm tôi thiếu 2 cái nha. Trời 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 ngon, mày ngon lắm, mày thiếu 2 cái, mày thiếu nhiều, mày thiếu 2 cái là mày no mày với tao rồi. Thiếu 2 cái nè, thiếu 2 cái nè, bán luôn nha anh em, bán luôn, chơi lớn luôn, chơi gì nó mới sợ. Đâu rồi bảo vật nè, chắc chắn đủ, tôi hứa với mày luôn, chắc chắn đủ, bán một phát là 90.000. Ủa thiếu nữa kìa, bán luôn nha, không có chừa gì nữa trơn, bán luôn nha. Trời trời chơi mà rung gì mà rung tùm luôn. Thu hồi bảo vật chơi mà. Chắc chắn 600 ngàn là đủ nha, 608 ngàn luôn nè, đủ phải đủ, không được nào thiếu được, không thể nào thiếu được. Đây rồi ruộng bậc thang tăng đam nha anh em, đó dương mạnh luôn ha, tôi biết thế nào cũng đủ mà. Tăng 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 tăng
Để coi kích đam như thế nào, để coi kích đam như thế nào nha. Mình cũng đang rất là nôn nôn nóng là coi nó kích đam như thế nào, có phải như vậy hay là không. Rồi nó đang hiện cái này lên là chắc chắn kích đam nè, đó kích duyên nè, thì ra là như vậy. Mình phải ra mình trùng sinh cái kia ra lại mới được, trùng sinh để đập lại cho nó nha. Bảo vật nè, trùng sinh bảo vật. Rồi có một cái duy nhất trùng sinh lại. Rồi ra ghép cái kia lại là xong. Nhiệm vụ cũng khá là đơn giản thôi. Vậy thì cái này nó sẽ kích duyên với ai ta? Cái này kích duyên với con men không nhờ? Cái này nó kích duyên với con men không? Không kích duyên luôn anh em. À có kích duyên nha, có kích duyên với men, có kích duyên với men, có cái này nó có. Nó đã để nè, nó đã để nè. Có kích duyên với con men là mừng rồi, chứ sợ mình mua bởi giờ mình mua phí á, mua lỗ á thì nó hơi cùi. À, cảm lại cho bạn nè, bạn ơi đá nè, phải không? Đá nè. Rồi lại đá nè. Nè, bắt đầu tinh luyện bạn lên nè. Cái này mình tinh điện 25 đã full sẵn rồi cho nên không cần ngại ngùng gì chứ. Chắc là full 25 lên luôn. Cái này tại sao 25 ta? Thành ra cái mốc cuối cùng của mình không được tối ưu quá. Đúng ra là phải lên 26 hoặc 30 đi cho nó đẹp. Kích mốc luôn. Cái mốc cuối cùng 25 nó không kích nè. 17 18 A3 cấp 19. Ủa nó lắc ông nội mẹ ơi, tôi tưởng nó kích kiểu gì. Rồi full 25 nha. Rồi không biết được 100 giống như bên kia hay là không thôi. Lên nè. Lên nè. Chắc chắn lực chiến nó sẽ hơn hồi nãy một chút xíu. Tại vì nó có kích duyên, cái kia không có kích duyên. Bây giờ anh em thấy cấp độ nó, nó hiện tại nó ba mấy thì anh em thấy nó lâu vậy đó. Đây nè, lên tới bốn mấy năm mấy bắt đầu coi nó nuốt là nuốt như một cái máy điện nè, nó nuốt nè. Em ngồi coi nè, nó nuốt nuốt là đó, đó, bây giờ là đó, nó bắt đầu nuốt nè. Đó 71 nút, 76 nút, 81 nút, bắt đầu hết nè, hết 86 hết rồi, 91 96 và cái này sắp 100 mà nè, cho nó full 100 trước bên này đi, đường gì nó cũng full nè. Đó thì sau khi nó nuốt xong thì anh em đã thấy rồi đó. À, bên này thì còn cái tinh luyện, kệ cái tinh luyện trong này đi nè, nó có kích duyên nè, em 50% nè. Nhưng mấy kia để là nó không kích luôn á. Biết có kích duyên không mà kệ, kiểu gì mình cũng phải tinh luyện à. Ba cái này mình dư nhiều lắm. Cái này nó không có tăng đam nhưng mà nó tăng thủ. Vậy thì tôi trung bình tầm 4 ngày mình được cái bảo vật kim nha. Mà cái bảo vật này là cái bảo vật mạnh nhất cho cái game này luôn rồi đó. Rồi ok đã full cho thằng nhỏ. Nó công nhỏ cũng lên 8.600 chứ không phải vừa đâu. Mà hết trơn tài nguyên đang chơi cái này rồi, đâu còn nữa đâu, hết rồi. Thì nữa mua để đổi thêm cái nữa. Cái này nếu mình không kích duyên thì nó sẽ để như thế này ha ta. Mà nó vẫn để, chứ không kích duyên mà nó vẫn để luôn nè em. Đọc chiêu cầu bại. Cái này không phải là cái kích duyên của nó luôn. Không phải để cái kích duyên. Ủa có mà ta. Khoan cái này à, là phải là cái này nè, nó mới kích duyên nè. Trời ta đã để mình diễn quân đây một đống nhưng mà mình không đợt đó, mà là phải là cần cái này nó mới kích duyên nè. Cái này là mình đã được cái rồi nè, còn cái này nữa nè. Cái này là cái gì, cái quần què gì trời. Rồi chưa có đủ điểm. Rồi con men này thì con men này biết có kích không, nếu mình nhìn đây mình biết liền cái gì nè. À thì ra là ông nội nhỏ này ông chưa có đủ hàm để mà kích duyên cái bảo vật đó anh em ơi. Ông nội nhỏ này chưa đủ hàm cho nên bây giờ mình không thấy kích hay là không kích luôn, bỏ tay. Cái phiên bản này thì ai em đều bỏ tay luôn á, đẹp không thể nào mà biết được luôn. Rồi bây giờ mình tức vàng những sự kiện tiếp theo thôi. Và tối nay mình up con nhân vật cho nó châu châu xíu, anh em thấy máu ít quá, nó đập mấy cái là con me nó chết không không đi được 3 sao ải. Cay ở chỗ đó thôi. Còn lại là vẫn rất ư là bình thường đây. Quân đoàn của mình thì đang có ông này rất là chăm chỉ kéo anh em vô gần gấp quân đoàn, cũng có một số ông đã nhảy rồi. Server này hiện tại giờ cũng còn đang không có đông cho lắm, còn mấy trăm anh em mà lúc đầu thì 600-700 là bây giờ thì tạm thời ít lại rồi. Clone thì chắc chắn với mấy ông là không có luôn, ông nào này nổi mới lạ. Cũng có nè, về Clone đây nè, đây mấy ngày Clone hoặc là những ngày nghỉ rồi nè, ta chỉ để test trải nghiệm đồ này nọ thôi á.
Đó, kiểu như tao để ấy, tao muốn vô chèn khoáng cho nó ấy, hay là bị đập, tôi bị đập hoài gì, nè mấy này đập hoài gì. Này cũng là tôn kiên, cũng là võ thánh nè, nhưng mà người ta được con điêu xiềng phi thăng ba, nhưng mà chiến pháp khí định nha, người ta mở chiến khí định, mặc dù mình chưa có bạch trạch, người ta vẫn xài khí định thằng nhàn anh em ạ. Đam mê khí định thằng nhàn, thật ra bây giờ thú chưa có tới thời kỳ tối cao của nó, cho nên chưa có vội để up khí định nha. Để nữa mình nghiên cứu phiên bản gì cao cứu, những phát nào chiến pháp nào ngon ngon mình mở thêm cái nữa cho võ thánh. Cái ô ba nó không biết là mở bằng cái gì nữa, bằng kim thế thì tốn nữa, nhìn là biết kim rồi nè, kim mít hai, phải có kim mít hai, mà mình không có kim để mở chiến pháp nữa, lấy đâu ra kim mít hai để làm gì vậy ba bà đó. Chắc mình mở cái thù nhỏ quăng phải báo á cũng ngon, khả năng chi kích nó cao hơn. Rồi thì hôm nay mình video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh trước khi rời khỏi video nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ luôn nha. Bye bye anh em.